chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh vlog của mình. Và trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi khám phá về Excel. Như mọi người đã biết thì Excel là một phần mềm không thể thiếu dành cho dân văn phòng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không cùng mình khám phá ngay Excel có những gì thú vị qua video này nhé. Và bây giờ mình đang mở cái phần mềm Excel lên. Mình đợi một chút nhé. Ok. Như mọi người đã thấy thì đây chính là giao diện của phần mềm Excel của mình. Hôm nay chúng mình sẽ học về hàm về thời gian, đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng mình sẽ phải có một cái bảng đã. Và chúng mình sẽ tạo một cái bảng như thế này. Với các thông tin như là số thứ tự, họ và tên. Sau đó thì ở đây như là ăn lên trên và ra giữa nhà và in đậm tất cả. Ba cái này mình cũng cho ra giữa. Cột họ và tên thì sẽ cần phải dài. Tiếp
Bây giờ thì mình sẽ nhập thông tin vào trong cái bảng này. Ok. Vậy lớp thì sao lớp? Làm A. Mình kéo xuống để copy hết sang các hàng tiếp theo. Cái này cho giữa cũng được. Đó. Như mọi người đã thấy rồi. Mình sẽ nhập điểm số của 3 môn vào toán và anh nhé.
Người ơi, bây giờ chúng mình sẽ nghỉ 5 phút và trước khi để tiếp tục nhé. Nghỉ 5 phút nha.
Ok, và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu vào thao tác mọi người nhé. Thì mình sẽ xem video hướng dẫn, và sau đó thì sẽ làm theo thôi. Đầu tiên là về hàng left. Hướng dẫn sử dụng hàng left trên Excel. Hàng left là hàng được sử dụng để trích ra N ký tự chuỗi text ở từ phía bên trái. Cú pháp của hàng left như sau: left text N, trong đó text thể hiện chuỗi ký tự. Đây là bảng số liệu như sau: yêu cầu phân loại nhân viên bằng cách nhận hai chữ số đầu của số thứ tự. Như vậy ta cần phải tách hai chữ số đầu của cột số thứ tự để lấy mã số phân loại. Trước hết, để cho ra kết quả của cột phân loại, bạn chỉ cần thực hiện nhập là theo công thức là ông mỗi một gì cho lắm. Tiếp theo là dẫn sử dụng hàm right trên Excel. Hàm right cũng là hàm xử lý chuỗi như đối với hàm left. Hàm xử lý chuỗi chỉ khác ở chỗ là thay vì hàm left trích ký tự từ bên trái thì hàm right lại trích ký tự từ bên phải. Right như sau: hàm right là hàm được sử dụng chữ ký tự từ bên trái, hàm right chữ ký tự từ bên phải. Ok, mình đã hiểu rồi, bây giờ chúng mình sẽ thực hành nhé.
người thấy là mình vừa mới sử dụng cái hàm left đúng không? Và chỉ cần nhập công thức của một cột xong rồi mình copy hết, rồi nhập cái giá trị của nó là một thì đây là một hàm khá là đơn giản. Và mình sẽ thử sang hàm right xem sao ha. Ok, hàm roi nhé. Ok, mình vừa mới thực hiện hàm write. Khá là đơn giản đúng không? Như vậy thì mình đã nắm được về hàm left và hàm write rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu về các hàm thời gian nhé. Thì bây giờ chúng mình sẽ phải có một cái bảng khác có về thời gian như tên cửa hàng giờ mở cửa và food, thì chúng mình sẽ thực hiện nhập hàm và tách cái food đấy ra. Ok,
một cái bảng nữa nhé. Ngắn thôi. Mình đã có một cái bảng mới để thao tác rồi đây.
Ok, mình đã biết cách rồi đây. Rất là đơn giản thôi. Thì mọi người sẽ sử dụng công thức như thế này. Và K4 đúng rồi. Ok, như vậy là mình đã học xong về hàm rồi. Rất đơn giản đúng không? Mình nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể thao tác được. Bây giờ mình có thể sử dụng với hàm là giờ thì mình sẽ thay công thức là hour là được thôi. Nhưng mà tạm thời thế nha. Nha, video này mình cũng xin phép được kết thúc sớm ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với mình. Và đừng quên like và đăng ký cho kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.